Nào, bây giờ ta làm cái bài tập này. Bài tập số 1 là tạo thread Java thực thi interface runnable và thực hiện công việc như thế này. Trong phương thức run này chứa vòng lặp in ra 10 số tự nhiên đầu tiên và mỗi lần cách nhau thế 50 thế 500 giây nhỉ. Ok. Thế bây giờ chúng ta vào đây chúng ta viết một cái class nhỉ. Bạn new class vào đây. Đây. Bấm phải chuột này, tạo new gì? Java class nhỉ. Bạn ghi là my gì? My thread. Nhá. Cái này thì chúng ta sử dụng cái cách implement đúng không nhá? Của cái run gì? Runnable. Đương nhiên nó sẽ bắt bạn phải gì? Phải override cái phương thức này đúng không nhỉ? Đó. Nhá. Phương thức này. Phương thức này chúng làm gì các bạn? Phương thức này làm cái gì các bạn? Đọc lại đề này. Nó yêu cầu chúng ta là gì? Chứa một vòng lặp y ra 10 số tự nhiên đầu tiên nhỉ? Đúng chưa? Như vậy ta có gì? For nhá. In y bằng gì? Đúng chưa? Y nhỏ hơn gì? 10 đúng không? Y cộng cộng. Thì chứ nhỉ? Bây giờ ta có là gì? System này chấm out chấm print nha. Chà. Print gì các bạn? Số gì? Y. Nhỉ. Sau đó chúng ta gì? Dùng thread. Ta gì? Slip. Đúng không? 500 gì? 500 giây. Nhỉ. Và nó yêu cầu chúng ta phải try catch cái này đúng không nhỉ? Đó. Đúng chưa nhỉ? Đấy, thế thôi. Nghỉ 500 giây và thực hiện cái việc đó. Xong chưa? Rất đơn giản đúng không nhỉ? Chúng ta chỉ mỗi là gì? Mỗi lần in cách nhau là 500 giây. Sau đó ta tạo hai object từ class này nhá. Với thứ tự ưu tiên là max priority và min gì? Priority. Như vậy chúng ta sẽ quay trở về đây. Ta sử dụng này. Gì đây? My gì? Red đúng không nhỉ? Đúng không? T1 bằng gì? New. Oh. New my thread. Nha. Yeah. T2 sao? T2 bằng gì? New gì? My thread. Đúng chưa? Bây giờ ta có T1 chấm gì? Start. Chưa được. Chúng ta phải sử dụng thread. New gì? New thread một lần đúng không nhỉ? Xong new gì nữa một lần nữa? Đúng chưa? Bây giờ ta có T1. Đây này, bây giờ mới có này, đúng chưa? Và TA2. Đúng nhỉ? Đấy. Thế thôi đúng không? Bây giờ ta chạy thử nhá. Muốn sử dụng độ ưu tiên thì ta dùng gì? Get gì? Priority đúng không nhỉ? Set priority nhỉ? Đúng chưa? Max gì? Max value đúng chưa? Đúng không? T2 chấm gì? Set gì? Priority đúng chưa? Chấm min gì? Min value. Dạ.
Thế thôi. Rồi, ta ăn đây. Đúng chứ nhỉ? Ấy à, có vụ gì đấy? Bill fail. Bill project này. Rồi, ta ăn đây. Số 0, số 1, số 2, hai thằng này chạy đồng thời rồi đúng không? Đúng chưa? Thế bây giờ giả sử bạn T1.setPriority, bạn ghi không phải max value mà bạn ghi là thread max gì? Max priority nhỉ. Cái này ghi là gì? Thread chấm gì? Min gì? Rồi ok. Nào, Ctrl S, bạn build run đây. Bạn thấy nhỉ? Tất nhiên là nó chạy vì nó chạy gì? Có 500 mili giây thôi, bạn có cảm giác là nó gần nhau thôi đúng không? Nhưng mà trên thực tế nó làm được như thế nhá. Ok, đó là bài gì? Bài tập số 1 chúng ta đã chữa xong. Nội dung của bài là đúng chưa? Tạo cái file này và thực hiện nhỉ. Đó chưa? Xong rồi.